Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 81 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 81: Thích khách trong tuyết đại điển sắc phong hậu dườm già đã hoàn thành kế tiếp yểm hậu thiết yến trong cùng mở tiệc triều đãi văn võ bá quan hoàng thân quốc thích cùng với sứ thần mỗi nước sắc trời bắt đầu tối đêm nay bầu trời có trăng khuyết chiếu sáng lén lút trốn sau tầng mây sứ thần mỗi nước dừng hạ lễ đều là chân bảo hiếm thấy trên thế gian hơn nữa nước đông ly đưa tới một bộ bọ cạp mắt xanh hàn băng chân quý nhất đại tướng quân ngụy võ thần của nước đông ly lại tự mình mở hộp màu đen bằng băng ra ánh sáng lấp lánh giống như là băng tuyết thẩm thấu ra bên ngoài màu xanh ngọc vẫn còn sáng hơn bảo thạch còn một cỗ nguyên khí băng khổng lồ phát tán ra mấy vị cao thủ thuộc tính băng đang ngồi lập tức cảm giác được toàn thân kích động rất nhỏ nguyên khí hàn băng này chậm rãi chui vào trong kinh mạch dường như xương cốt và kinh mạch đều đã bị tầm bổ qua một lần cảm giác thực sự không thoải mái trong yến hội phát ra một tiếng than sợ hãi chỉ thấy trong cái hộp huyền băng này có một đôi bò cạp to bằng bàn tay bò ra Cả người nó đều là hàn băng màu trắng trong suốt. Chỉ là có điều, trên đầu hai tròng mắt xanh thẳm, thoạt nhìn giống như là hàng Mỹ nghệ tốt nhất. Nhưng mà con bọ cạp này có thể bò, nhất định không phải là vật phàm. Người đại tướng quân xuất thủ hào phóng, bò cạp mắt xanh hàn băng này sinh ra là từ nơi rất lạnh. Ngàn năm mới có thể có được một đôi. Mặc dù không phải là thần thú, cũng chẳng phải là linh thú, nhưng mà thánh phẩm tu luyện của triệu hồi sư thuộc tính băng. Còn có một con bò cạp mắt xanh hàn băng ít nhất giảm bớt được một nửa thời gian tu luyện so với bình thường trong yến hội lại có những người tinh mắt lập tức lên tiếng không nhịn được tấm tắc khen ngợi tuyệt thế chân bảo như vậy cho dù có tiền cũng không nhất định có thể được nhìn thấy ngày hôm nay cũng có thể rất may mắn rồi người võ thần lại cười hôm nay là một ngày vui lễ vật nho nhỏ như vậy biểu lộ một chút tâm ý mọi người lại thi nhau tán thưởng người võ thần thực sự là hào phóng bò cạp mắt xanh hàn băng này đúng là không phải là vật thường. Thực sự, nó cũng không hề thua kém gì thú hạch của một con thần thú cấp 8. Phải biết là, thần thú có thể gặp, nhưng mà bò cạp mắt xanh hàn băng, ngàn năm mới có thể xuất hiện, so với thần thú vẫn lại chân quý hơn. Hồng Trúc nhìn bò cạp mắt xanh hàn băng lại giật mình, nàng cũng chưa từng nhìn qua loài bò cạp đó. Hòa Mắc Nguyệt lại thản nhiên cười. Ý của hắn là muốn nói cho người của bác Diệu Quốc rằng, nước đông ly bọn họ thực lực không hề yếu hơn so với nước bắc diệu bọn họ hùng binh hùng tướng lại còn có mỹ nhân còn có rất nhiều bảo vật nữa bởi vì hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện nhỏ ngoài ý muốn khiến cho phong liên dực đã sớm muốn rời đi không ngừng đón con gái ngụy yên nhân của hắn biểu hiện có vẻ không coi trọng vị hoàng hậu này chẳng khác nào miệt thị nước đông ly bọn họ ngụy võ thần đương nhiên lại muốn nghĩ cách ra cách để ra oai với người của nước bắc diệu đưa tặng bò cạp mắt xanh hàn băng lại có thể để cho bọn họ hiểu biết về thực lực của nước đông lì hồng chúc lại bĩu môi nói <laughs> cái loại bảo bối như vậy trên tay hắn đúng là lãng phí suy nghĩ một chút nàng lại nói chủ nhân bò cạp mắt xanh hàn băng là thánh phẩm tu luyện của triệu hồi sư thuộc tính băng nó lại còn có phụ trợ chủ nhân nếu như mà đạt được chủ ấn băng công hiệu sẽ gấp dưới hỏa mắc nguyệt lại a lên một tiếng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bò cạp mắt xanh hàn băng dưới khăn che mặt lại lóe ra một miệng cười được bảo bối này ta muốn trong lòng lặng lẽ giận dò hồng chúc vài câu hồng trúc che miệng cười nghịch ngợm bên này cao hứng hoàng bắc nguyệt quay đầu lạnh liếc nhìn công chúa anh dạ chỉ thấy nàng căn bản không bị bảo vật hấp dẫn một người lại ngồi ngây ra không biết suy tính điều gì nàng sau khi trở về liền đã mất hồn mất vía giữa tiệc rượu cũng lại chẳng thấy nụ cười nào trên mặt miến cưỡng dựa vào trong đệm mềm bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi tào tú chi mấy lần nhìn sắc mặt của nàng lại cũng không dám mở miệng quấy dày hoàng bắc nguyệt lại hỏi hắn chuyện gì xảy ra tào tú chi về mặt vô tội khăng khăng rằng hắn thực sự không làm gì chỉ là sau khi nhìn đại điển phong hậu của nước bắc diệu hoàn thành nàng vẫn như vậy hoàng bắc nguyệt trong lòng hiểu rõ hóa ra là thế nói là buông xuống nhưng mà nào có dễ dàng như vậy đâu nếu như dễ dàng quên vậy thì nhiều năm lưu luyến si mê có nghĩa lý gì không biết nói như thế nào để cho an ủi anh dạ cái loại chuyện như vậy để tự cho anh dạ nên hiểu vậy thì tốt hơn họ mắc nguyệt lại chậm rãi dựa vào đệm êm uống rượu nghĩ làm ra sao để mà trộm được bò cặp mắt xanh này tào tú chỉ lại nhìn tới nhìn lui hai người này đều là bộ dạng tâm sự nặng nề khiến cho hắn đứng ngồi không yên không dám nói gì lại cũng chẳng dám làm gì nước nam dực là nước lớn cho nên vị trí sứ thần ngồi rất gần hoàng thượng và hoàng hậu đêm nay, hoàng hậu ngụy yên nhiên rất xinh đẹp phượng bào màu đỏ vàng giao nhau hoa lệ phức tạp bao bọc thân hình uyển chuyển và quyến rũ đoàn tràng đại khí không còn quyến rũ xinh đẹp như thường cùng trang nồng đậm cũng đã che giấu đi khuôn mặt trời sinh mị khí mũ phượng tinh xảo lại chỉ khiến cho người ta cảm giác nàng ấy cao quý không ai dám khinh nhờn nàng lại ngồi bên cạnh phong liên dực hai người vẫn duy trì khoảng cách lễ tiết làm hoàng hậu tự nhiên không thể nào giống như phi tần giúp vào trong lòng hoàng đế nàng là mẫu nghi thiên hạ phải làm gương cho nữ tử thiên hạ phong liên Dực uống rượu đặt chén rượu xuống nàng lập tức lại rót đầy chén thấp giọng nhỏ nhẹ không biết nói câu gì phong liên Dực liền ngoái đầu nhìn nàng một cái ánh mắt vô tình đã quét tới sứ thần nước nam dực mười vị nữ tử tuyệt sắc vây quanh tàu tú trì vô cùng bắt mắt cả yến hội trừ hoàng đế cùng với hoàng hậu thì hắn ở đâu gây chú ý tới đó phong liên dực nhìn qua ánh mắt lại vô tình dừng ở chỗ hoàng bắc nguyệt mặt che lụa mỏng nhìn nàng lười biếng tự vào bên cạnh tào tú chi tào tú chi lại hết sức ân cần lột vỏ nho cho nàng nho lột một nửa vỏ tào tú chi liền đưa đến trước mắt hoàng bắc nguyệt nàng lại nhìn lướt qua mỉm cười tiếp nhận chính mình không ăn nhưng mà lại dịu dàng nhét vào miệng của tào tú chi tào tú chi lập tức hai trong mắt mông lung lại cười rộ Phong lên dựng ánh mắt ngừng tụ, lại né sang một tia sát khí âm độc. Ngụy yên nhiên đang giúp hắn rót rượu, liền trở nên hoảng sợ, tay lại run rẩy, suýt chút nữa làm đổ rượu. Không biết chuyện gì đang xảy ra, ngừng đầu liếc hắn một cái, lại không biết hắn đang nhìn cái gì. Bất an nương theo ánh mắt của hắn nhìn qua, liền nhìn thấy một đám mỹ nữ vòng phì yến gầy. Mặc dù lụa mỏng che mặt, nhưng mỗi một vị đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Điểm này tiểu mỹ nhân Ngụy yên nhiên lại trực giác rất chuẩn nhẹ nhàng nhíu mày hắn lại nhìn những tiểu mỹ nhân này sao hình như có điểm gì đó khác thường mặc dù chị ngắn ngủi ở trong vài ngày nàng cũng biết hắn không phải là quân vương yêu thích sắc đẹp hắn không thích gì cái gì mỹ nhân rượu ngon cảnh đẹp quyền lợi dục vọng hắn hết thầy đều không thích hắn duy nhất thích đại khái là bản nhạc mà nàng vừa thổi vậy cho nên thấy hắn nhìn mỹ nữ bên người tàu tú trì người yên nhiên quả thực lại lắp bắp kinh hãi nhưng nữ tử này mỗi người đều che mặt Ánh mắt nàng lại đảo qua một lượt Cuối cùng dừng lại ở thiếu phụ bên cạnh tàu tú trì Một mỹ nữ bụng to mang thai Nàng ấy rất đẹp Còn hơn cả tiểu mỹ nhân khác Xuất trần và thanh lệ Mặt mày như họa Tựa như là hoa giữa sương mù Dưới là lụa mỏng Trang điểm giống như ẩn hiện Không che giấu được dung mạo tú lệ của nàng Nhưng cô gái này Tại sao lại có cảm giác hơi quen quen Chỉ là nhìn nàng liền Đã cảm thấy chống ngực đập rất nhanh Người Yên Nhiên lại muốn nhìn lâu hơn một chút, nhưng mà vị tiểu mỹ nhân này lại đột nhiên đứng dậy, hình như thân thể có một chút không khỏe, bị thị nữ dìu xuống. Nàng cũng lại chẳng muốn đứng dậy đi theo để mà nhìn kỹ bộ dạng, nhưng mà bên người đột nhiên lại truyền tới một tiếng quần áo sột soạt. Phong Liên Dực đã đứng lên đi ra ngoài. Trong lòng hơi mất mát, có một cảm giác bất thường, nàng cũng rất muốn đi ra ngoài. Nhưng mà yến hội ngày hôm nay, nếu như hoàng đế cùng với hoàng hậu cùng nhau rời tiệc, vậy thì không biết quần thần cùng với sứ giả sẽ nghĩ như thế nào. Những lễ nghi trước kia nàng chưa bao giờ cân nhắc, nhưng mà hiện tại lại không thể nào không cân nhắc. Hơn nữa, người của Tu La Thành ở xung quanh, bọn họ sẽ không cho phép nàng dễ dàng rời tiệc. Nghĩ như vậy, Ngụy Yên Nhiên liền không thể nào làm gì khác là nổi giận ngồi tại chỗ, nhìn thoáng qua sứ giả nước Nam Dực, một vị tiểu mỹ nhân đã đi mất, Tào Tú Chi liền đã đi lấy lòng một vị tiểu tiểu mỹ nhân, thoạt nhìn lãnh ngạo và thanh cao, so với vừa rồi lại càng thêm ân cần. Người đàn bà kia rất nhanh sẽ trở về, lúc đó xem bộ dạng của nàng như thế nào tuyết vừa dừng trong ngự hoa viên cung nhân vội vã quét tuyết sạch sẽ nếu như không lát nữa nếu như quan to quý nhân mà đi qua đây mà ngã sấp xuống bọn họ sẽ có tội lớn phu nhân hãy cẩn thận đường trơn hồng trúc lại dìu tay hoàng bắc nguyệt chậm rãi đi tới hồ đã đóng băng mấy cung nhân quét dọn nhìn thấy lại vội vã bước lại để đèn lồng chiếu sáng xung quanh gió có một chút lớn khi đi ra lại quên mất mang áo choàng giờ phút này gió thổi rất lạnh hồng trúc nói nơi này gió nhỏ mời phu nhân hãy chờ đợi ở đây nô tỳ sẽ mang áo choàng tới cho phu nhân đi nhanh về nhanh họ bắc nguyệt dặn dò một tiếng liền đi tới sau núi giả khuất gió hồng trúc lại xoay người đi họ bắc nguyệt đã đứng trong chốc lát nghe thấy được một tiếng bước chân sau núi giả chuyển tới có cung nhân kêu lên một câu hoàng thượng rồi liền ngưng bặt gió vù vù từ sau núi giả chuyển tới nàng hít mắt ôm tay làm bộ rất lạnh run rẩy tựa vào núi giả đột nhiên gió ở bên trái biến mất nàng lại ngẩn ra ngẩng đầu lên bóng dáng cao lớn thẳng tắp che trước mặt nàng khuôn mặt ngược sáng không thấy gió chỉ có một đôi ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn nàng trong lòng nặng nề ánh mắt giống như nhìn sâu vào tâm can nàng vậy hoa mắc nguyệt lập tức cúi đầu lùi từng bước rồi chậm rãi hành lễ tham kiến hoàng thượng phong liên dược bắt được cánh tay của nàng lại kéo nàng tới dự vào chính mình không cẩn thận đụng vào bụng của hắn hắn mới ngẩn ra tự hồ lấy lại tinh thần ánh mắt lập tức lại nhìn chăm chăm bụng của nàng hoàng bắc nguyệt lại sợ bị hắn nhìn ra sơ hở vội vã tránh tay của hắn ra nghiêng ngợi đứng người tên gì đây là giọng nói đầy thấp có lẽ muốn thu hồi ngữ điệu giống như gió lạnh nhưng mà có vẻ không thành công lắm giọng nói vẫn lạnh như băng nguyệt nàng đơn giản đáp một chữ tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng động tác đơn giản này lại nói cho hắn biết thân phận của nàng không phải là một nữ tử bình thường đâu nhưng mà phong liên dực lại lựa chọn bỏ qua động tác này của nàng hạ mắt nhìn ánh mắt lại rất sâu trầm nhìn trong chốc lát hắn mới bá đạo giơ tay muốn vạch cái khăn che mặt xuống hoàng bắc nguyệt nhẹ nhàng giơ tay lên ngữ điệu mềm mại nói hoàng thượng đã vượt qua quy củ rồi phong liên dực mặc kệ nàng nói gì Hắn muốn nhìn kỹ bộ dạng của nàng một chút Hơn nữa nhất định phải nhìn Một tay nữ tử Sao có thể đỡ nổi hắn Chỉ là hơi dùng sức liền đè tay nàng xuống Đầu ngón tay đã chạm được trên mặt nàng họ mắc nguyệt ánh mắt phát lạnh Hắn muốn kiểm tra nàng Bức nàng phải ra tay sao Ngay lúc cái khăn che mặt sắp bị bóc ra Phía trước yến hội đột nhiên lại truyền tới Một tiếng la rầm rĩ Thích khách, có thích khách Sau đó là một tiếng bình khí va chạm Hòa Mắc Nguyệt lại nhách miệng cười Nhẹ nhóm thở dài ra một hơi Lập tức đi ra khỏi núi giả Định vào trong yến hội Đừng đi qua Phòng nên dựng lại từ phía sau bắt được nàng Không cần cố sức kéo nàng trở về Hòa Mắc Nguyệt lại quay đầu liếc hắn Trong ánh mắt có một chút oán hận Hắn lại ngẩn ra Trong lòng không biết tại sao lại co rút lại Ánh mắt nàng như vậy dường như lại khiến cho hắn cảm thấy rất sợ hãi Bất giác lại buông nàng ra Hòa Mắc Nguyệt lập tức đi về phía trước vừa đi hai bước phía sau hồ băng lại truyền tới một tiếng bằng vỡ băng tuyết cuồn cuộn kéo tới rồi nện xuống lần này là thích khách thật sao họ mất nguyệt lại không nói gì không ngờ nàng đã gặp phải thích khách nàng phản ứng đầu tiên là vội vã ra tay tuy nhiên đầu óc linh hoạt biết ở trong hoàng cung nước bắc diệu không thể nào có người tới ám sát mình tuyệt đối không ai có thể phát hiện ra thân phận vậy cho nên những thích khách này không phải là nhằm vào nàng mà là phong liên dực trong đầu lóe lên một ý nghĩ như vậy nàng liền thu liễm động tác dự định không ra tay chỉ cần tự bảo vệ cho mình tốt vậy là được ôm đầu cúi người trốn đi phía sau truyền tới một tiếng xé gió sắc bén mấy chục chiếc dao băng lại bay tới lưng của nàng cùng nhân quét dọn xung quanh đã bị đâm trúng lập tức lại ngã xuống đất mà chết xem ra những tên thích khách này không muốn để lại một người nào sống ánh mắt lóe sáng dưới ống tay áo rộng thùng thình mau chóng kết ấn loại băng tiến này góc độ xảo quyệt một chút tốc độ nhanh hơn một chút lực lượng sát thương mạnh mẽ hơn một chút mà thôi nàng vẫn không có để trong mắt nàng vẫn còn chưa kịp động thủ phía sau đã có một bàn tay cường ngạnh kéo nàng vào trong lòng sau đó cảm thấy hoa mắt bọn họ đã đứng ở phía bên kia hồ động tác thật nhanh ngay cả hoàng bắc nguyệt cũng sợ hãi than thở kể cả chính nàng xuất toàn lực thì cũng có khi chẳng đuổi kịp quay đầu lại nhìn phong liên dược lại chầm mắt nhìn trăm chằm người trên mặt hồ cái loại ánh mắt âm u tràn ngập sát khí làm cho nàng cảm giác lạnh người ánh mắt lấy chiếu lên trên vai hắn một đao băng đận đã đâm từ bảo vai vào nhìn mà giật mình là lúc mà hắn lại cứu nàng bị đao băng này đâm trúng nếu như không với tốc độ của hắn đao băng này cũng đừng hòng dính vào trong y phục người bị thương không biết hắn vì sao mà cứu nàng nhưng mà hắn vẫn cho rằng nàng là một phụ nữ cần cứu giúp vậy thì để cho hắn tọa nguyện vậy không có việc gì Hắn lại khoát tay nhổ đào băng ra Ném ở trên mặt đất băng Giống như là hiệu ứng domino Đào băng lại đập vỡ mặt băng Lập tức tốc độ nứt lại lan ra rất nhanh Vết nứt lan tỏa ra khắp mặt hồ Trong khoảnh khắc Tầng băng dày đã bị phá vỡ hơn một lần nữa Phong liên dực Chịu chết đi Có những tiếng phấn nộ hét lên Ngay lúc này Ngay cả dưới chân bọn họ cũng đều chấn động Còn một con thú lớn hình thành từ băng tuyết Từ trong đáy hồ lao lên Ngửa mặt phấn nộ kêu giống linh thú bằng tuyết thật là lớn có thể tránh ra khỏi phòng vệ của thành tu la mà đưa linh thú bằng tuyết khổng lồ vào trong hồ vậy thì kẻ điều khiển linh thú này tuyệt đối là cao thủ hàng đầu hoàng bắc nguyệt lạnh lùng nhếch khóe miệng mặc dù kế hoạch này không theo ý của nàng nhưng mà cục diện hỗn loạn như vậy đúng là có lợi đáng tiếc phong liệt dực lại chặn một bước của nàng khiến cho nàng không kịp chạy tới yến hội để xem phản ứng của công chúa hi hòa linh thú bằng tuyết mở lớn miệng nhổ ra hàn khí mấy người nam nhân mặc áo tràng nhảy ra khỏi miệng của nó ở bên người linh thú triển khai ra trận pháp cùng phong liên dực phong liên dực hôm nay là ngày rỗ của ngươi trong đó có một tên nam nhân kiêu ngạo hô lên một ý nghĩ kỳ lạ họ mắc nguyệt ở trong lòng lạnh hiện ra một ý nghĩ cảm giác những người này đã quá ngây thơ rồi dựa vào một con linh thú cùng với một đám cao thủ đã muốn lấy mạng của phong liên dực sao không thể nào không nói, những người này đã định được ăn cả ngã về không mới có thể ra được hạ sách như vậy. Sẵn sàng chết mà lao tới, cho dù không có thể nào giết chết được hắn, cũng phải làm cho hắn bị thương nặng. Phong Linh Dực ngay cả lông mi cũng không nâng chút nào, màu tím nhàn nhạt, nhạt trong tròng mắt, căn bản lại chẳng để cho cái đám ồ hợp này vào trong mắt mình. Hắn lại vẫn chỉ nhìn nàng. Thân thể yếu ớt mặc dù quần áo rất dày, nhưng mà sau khi linh thú băng tuyết xuất hiện, xung quanh độ ấm đã giảm xuống không ít so với vừa rồi lại còn lạnh hơn rất nhiều nàng đơn bạc như vậy nhìn giống như muốn bị gió thổi bay nếu như mà hoàng bắc nguyệt biết lúc này hắn đang nghĩ nàng yếu đuối như vậy xem thường nàng như vậy nhất định là sẽ hung hăng bổ cho hắn một đau ngàn vạn lần đừng có mà xem thường nàng phong liên dực lại dối tay bắt được bảo vai của nàng kéo nàng tới trên ngực của mình động tác tràn ngập tham muốn giữ lấy hoàng bắc nguyệt làm cho nàng nhướng mày bản năng muốn phản kháng đột nhiên xa xa lại chuyển tới một trận cười lớn tiếng cười to trong nháy mắt tới gần thân thể nửa người nửa thú của Diễm Tâm Sư lại đứng sừng sững giữa không trung Khinh Thường và nhìn thích khách bên dưới có giống khí hành thích Hoàng thượng đúng là chán sống rồi vừa nói có một tiếng sư tử hống nổi giận gầm lên Diễm Tâm Sư lại hung tàn đập xuống phế một con mắt của Linh Thú Băng Tuyết Linh Thú Băng Tuyết kêu gào phẫn nộ bất chấp công kích Diễm Tâm Sư Diễm Tâm Sư lại không hổ là một trong 12 vị Ma Thần của Thành Tu La thân thủ quả thực rất lợi hại thành thạo chém giết các loại cao thủ máu tươi bắn ra xung quanh hắn người của thành tu la luôn luôn hung tàn và khủng bố chẳng cảnh giết người miễn bàn lại có bao nhiêu máu tanh phong liên dực lại ấn bà vai của nàng xuống ôm sát nàng trong nháy mắt liền tới ngoài tường cung tốc độ quả thực không ai có thể bì được hoàng bắc nguyệt lại kinh ngạc nói hoàng thượng lại muốn đi đâu nhìn phương hướng này chắc là xuất cung Hoàng Bắc Nguyệt mơ hồ cảm giác bất ổn, cùng với hắn một mình xuất cung, nếu như mà xảy ra chuyện, nàng hiện tại không có đánh lại hắn. Không được Phong Liên Dực đáp lại, lại ngẩng đầu, chỉ thấy hắn mi tâm nhíu chặt, tự hồ đang chịu đựng thống khổ vô cùng. Có lẽ là phệ tâm đàn độc bộc phát, mỗi khi tới đêm khuya, độc tính phát tác, thời khắc thống khổ nhất. Ngay cả Tu La Vương cũng thống khổ như vậy, có thể thấy được độc này không hề bình thường, thực sự không hổ độc do linh tôn làm ra trực tiếp ra khỏi thành Huy Kinh, đi không bao nhiêu xa, hắn hiển nhiên không có chống đỡ được nữa, buồn hoàng Bắc Nguyệt lảo đảo nửa bước liền đã ngã xuống. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, nhìn hắn thống khổ, đổ mồ hôi lạnh trên trán, nhưng mà lại không đến gần, chỉ là ôm tay lạnh lùng đứng một bên. Nàng không phải là lãnh huyết, mà là nàng trời sinh không đồng tình với địch nhân. Ta đã gặp người. Phong Lê Dực lại đưa lưng về phía nàng ngăn vạt áo lại rút băng gạc ra máu đen nhỏ giọt trên tuyết hòm mất nguyệt trong lòng giật mình ngón tay lại không tự giác được hơi run rẩy đáy mắt mông lung nhưng vẫn chưa kịp thầm nghĩ liền đang nghe thấy hắn tiếp tục nói phải không có một chút tự diếu nhếch môi cười nhạo chính mình vừa rồi lại ôm một tia hy vọng háo huyền hắn nhớ kỹ nàng thì sao không thể nào xóa đi sự thực mà hắn đã phản bội và lừa dối nàng nghe nói Hoàng thượng người nước Nam Dực làm con tin tới 10 năm Ta lại còn là người của nước Nam Dực Đại khái Có gặp mặt đi Hoàng mắc Nguyệt lại thản nhiên cười nói Phong Liên Dực ngẩn ra Vì như vậy thôi sao Hắn ở nước Nam Dực làm con tin 10 năm Trong đầu vẫn còn nhớ rõ sự tình Nhưng mà không nhớ rõ đã gặp nàng hay chưa Hắn ngồi trên mặt tuyết Mở rộng vạt áo lộ ra ngực trắng như tuyết Bám đầy máu đen kinh động tâm phách Tuyết đã sớm ngừng nhưng mà bầu trời không biết khi nào hiện ra đầy mây đen không có ánh trăng sáng nhưng mà bề mặt tuyết vẫn đang sáng bóng phía sau nàng lại có cây to dợp bóng bao phủ vì khăn che mặt cho nên không thể nào thấy rõ khuôn mặt giờ phút này lại càng thêm mơ hồ người lại đây hắn chịu đựng đau nhức nói họ bắt người lại đứng tại chỗ không nhúc nhích nhẹ nhàng bầu thai lại kiều ngạo nói hoàng thượng bị thương là còn chảy máu Ta sợ máu Vết thương trên ngực quả thực rất đáng sợ Càng không ngừng chảy ra máu đen Người bình thường nhìn cũng cảm thấy rất sợ hãi Huống chi nàng là một nữ tử nhu nhược Và đang có mang Phong liên dực lại cũng không miễn cưỡng Lúc bị cơn đau hành hạ Hắn lại không bận tâm so đo với nàng Nhưng vết thương rất đau Cho tới bây giờ cũng chưa từng đau đớn như vậy Dường như muốn xé rách cả tim Họ mắc nguyệt lại nhìn hắn sâu sắc Không thấy hắn có sát ý gì với nàng lại cũng chẳng có thấy dắp tâm làm loạn gì nàng lại luôn luôn đủ lãnh tính đầu óc đủ thông minh nhưng mà lại không hiểu được hắn mang nàng từ trong cung tới đây là có ý đồ gì biết rõ hắn tính cách phức tạp âm tình bất định ở trước mặt hắn cực kỳ nhỏ cũng không thể nào khinh thường vậy cho nên hoàng bắc nguyệt lựa chọn đứng ở một khoảng cách an toàn cực kỳ nhỏ cũng sẽ không tới gần cảm giác nàng lạnh lùng và xa cách quá mức rõ ràng không che giấu ý tứ không muốn tới gần hắn phong liệt dực lại không hờn giận Mặc dù vết thương vẫn đang hành hạ Nhưng hắn vẫn mở miệng Người Tại sao lại gả cho Tào Tú Trì Hắn thấy Tào Tú Trì phong lưu vào hào hoa Không phải là một người đàng hoàng để cho nữ nhân phó thác cả đời Mà nàng cũng không phải là người vì tiền tài quyền lợi Mới gả cho Tào Tú Trì Họ mắc nguyệt lại giật mình một cái Liền cười cười hỏi lại Vậy Hoàng thượng tại sao lại muốn kết hôn với hoàng hậu Nam nữ kết hợp Từ xưa tới nay rất là bình thường Nàng hỏi ngược lại như vậy, khiến cho hắn không có tìm ra được nhược điểm. Người hình như không sợ ta chút nào sao? Trên đời này, lại có mấy người có dũng khí không trả lời hắn, lại còn vứt vấn đề trở lại cho hắn chứ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khẽ. Sợ, nhưng mà ta biết, Hoàng thượng sẽ mang ta bình yên vô sự trở về. Ồ, người khẳng định như vậy sao? Nhà hoàng của ta đi lấy đồ về, chắc chắn là đã nhìn thấy Hoàng thượng tới mà hoàng thượng tránh né thích khách mang ta đi ta tin rằng cũng là không ít người nhìn thấy ta đi ra ngoài mà chưa về tào công tử làm sao mà bỏ qua cho được ta là đại phu nhân của hắn cuối cùng hắn là đại biểu cho nước nam dực tới nước bắc diệu hoàng thượng lại muốn giết chết ta sau đó kết thù với nước nam dực sao nàng lại không hề một gợn sóng nói ngữ khí rất bình tĩnh và thông dòng phụ nữ rất thông minh nàng mang bầu mà tào tú chi vẫn mang theo bên người lại có thể thấy được hắn thích nàng nhường nào nghĩ tới tư thế thân mật của nàng và tào tú trì còn mắt của hắn lãnh liệt màu tím dần dần ngưng tụ ra những tia hung tàn và thô bạo nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí họ mắc nguyệt lập tức cảnh giác nếu như hắn thực sự giết chết nàng ở đây nàng cũng lại chẳng có cách nào phản kháng được hôm nay có thích khách tiến cùng, chỉ cần nói rằng nàng bị thích khách giết chết vậy thì tào tú trì cũng không nói gì được nhưng chỉ có điều nàng cảnh giác hồi lâu nhưng vẫn không thấy được hắn có cử động gì hắn lại tựa mình vào thân cây chờ đợi sự thống khổ trôi qua bộ dạng của hắn thực sự rất thống khổ sắc mặt trắng bệch trên trán chảy ra những giọt mồ hôi lớn xung quanh trời đất đầy băng tuyết thân thể bị đông lạnh đến chết lặng cũng có thể giảm bớt được một chút đau đớn thực sự khó tưởng tượng bình thường khi mà hắn trải qua những ngày tháng vừa rồi ra sao chủ nhân chủ nhân ở đâu thế trong lòng lại có tiếng hỏi lo lắng của hồng trúc không sao đâu hoàng bắc nguyệt lại thản nhiên Lấy được đồ chưa Lấy được rồi Hồng Trúc lại nói Chủ nhân người hiện tại ở đâu thế Đêm nay trong cung lại có rất nhiều thích khách Ngài nói là dư đảng của quyền vương Có phải là chủ nhân đã gặp phải bọn họ rồi hay không Có gặp Nhưng mà có điều ta không việc gì đâu Ta sẽ mau chóng trở về thôi Đám người anh dạ công chúa có sao không Nghe thấy Hồng Trúc lấy được thành công bò cặp mắt xanh hàn băng Hoàng Bắc Nguyệt lại cao hứng một chút chỉ cần lấy được bảo bối vậy là được rồi Các chuyện khác không cần bận tâm Hồng Trúc nói Chủ nhân cứ yên tâm đi Công chúa và tàu công tử đều rất ổn Được rồi Các chuyện khác hãy chờ ta về Người hãy nói cho công chúa anh dạ không cần phải lo lắng Để anh dạ và tàu công tử nói chuyện cẩn thận một chút Âm dương kính của ngụy võ thần rất là lợi hại đó Hoàng Bắc Nguyệt giận dò Vâng Hồng Trúc nói xong Lại cũng không hề dài rằng nàng rất tin tưởng rằng năng lực của hoàng bắc nguyệt có thể kiểm soát được nàng nói không việc gì thì nhất định là sẽ không việc gì nghe được tiếng nàng vậy là tốt rồi nói chuyện với hồng trúc xong hoàng bắc nguyệt lại ngẩng đầu nhìn phong liên dực nhưng mà lại phát hiện ra hắn hai mắt nhắm chặt tựa như đang tựa vào thân cây để ngủ thiếp đi trên ngực vẫn không ngừng chảy ra máu đen nhìn dựng tóc gáy đau nhức như thế làm sao hắn có thể ngủ được hoàng bắc nguyệt lại cau mày hô lên một câu Hoàng thượng Trống giống trong đất tuyết Không có bất cứ một lời nào đáp lại Nàng lại thầm nghĩ Tù La Vương phong liên dực làm sao mà biết đùa Hắn vẫn lại không hề nhúc nhích Chẳng lẽ đã đau tới mức ngất đi rồi Nghĩ như vậy Nàng cũng không sợ hãi Hôm nay phong liên dực không cần phải dùng cái loại phương pháp đó Để xử lý nàng Chậm rãi đi về chỗ hắn Mới đạp xuống tuyết phát ra những tiếng răng rắc răng rắc Tiếng động đặc biệt thanh thúy Hắn lại chẳng có cực nhỏ phản ứng gì Hoàng Bắc Nguyệt đã đi tới trước mặt hắn, ngồi sổm xuống. Theo ánh mắt thấy rõ sắc mặt của hắn thực sự tái nhờ tới đáng sợ. Mồ hôi trên trán tuồn ra, lại cũng phủ một tầng băng xương. Làm bộ dạng của hắn thoạt nhìn tiều tụy, vài phần nhiều hơn so với bình thường. Tuy nhiên, vẫn là khuôn mặt cực kỳ tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, liếc mắt một cái, thất thần hơn nửa ngày, cảm giác chính mình đã đi lạc. Nàng định lực siêu nhiên, không giống với người bình thường, thấy hắn ngơ ngác tâm địa ngu ngốc thì sẽ không động lén lút vườn tay giật băng gạc bừa bộn ở trên lồng ngực của hắn tình thường nhìn thấy vết thương đó đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiệt tác của chính mình trước đó đã biết rất nghiêm trọng tuy nhiên hiện tại chứng kiến mới có thể hít vào đại trong đó một hơi vết thương chảy ra đầy máu đen thoạt nhìn giống như đang bị thối rữa làn đến tận bên trong cơ thể dường như lại muốn xuyên thấu qua tâm can hắn hóa ra sau khi bị phệ tâm đan ăn mòn vết thương sẽ kinh khủng như vậy tuy nhiên nàng đến bây giờ vẫn chưa từng hối hận đả thương hắn thành như vậy nàng trong lòng xác định nếu như lúc đó không làm vậy người bị đả thương quá nặng sẽ là nàng đánh nhau với nàng chính là tu la vương không phải là phong liên dực nữa nhìn vết thương của hắn có một chút sự run đột nhiên đôi lông mi của hắn run lên một cái hòa mắc người lại đình chỉ lùi tay lại nhưng mà một tay chụp lấy cổ tay của nàng trong nháy mắt khiến cho nàng không thể nào nhúc nhích nàng bỗng nhiên ngẩng đầu trong giây lát gặp một đôi con mắt màu tím thâm thúy khiến cho nàng kinh hãi đôi mắt xinh đẹp đó giống như là mưa đêm gát gao quấn quít lên nàng nàng vừa nhìn đột nhiên lại không cách nào thoát ra được chỉ kinh ngạc đối mặt với hắn con người của nàng trắng đen rõ ràng trong suốt không một chút nào hỗn tạp ánh tuyết chiếu sáng con người tinh tỉnh táo và vắng lặng không một tia gợn sóng cho dù là có biện pháp hiện qua mơ hồ nhưng mà rất nhanh đã biến mất ánh mắt trong trèo và sắc lạnh bài xích bất cứ một kẻ nào bên ngoài dưới cái khăn che mặt hồng nhạt dùng mạo thanh lệ như ẩn như hiện Mì giống như họa núi xa mũi cao thẳng xinh đẹp tuyệt trần môi hồng nhạt nhẹ nhàng mím môi trên lại cong cong toát ra vẻ khinh miệt lãnh ngạo nàng đều này trang điểm rất động mê hoặc và lặng lơ giống như là một con búp bê trung quốc điều khắc cẩn thận nhưng mà dưới lớp trang điểm ánh mắt lạnh lùng trong trẻo không thể nào che giấu được hai người lặng lẽ nhìn nhau trong chốc lát trong lúc đó tuyết lại rơi từng mảnh bông tuyết từ trong bầu trời đêm rơi xuống mưa tuyết rơi bao quanh hai người một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên lông mi hoàng bắc nguyệt ánh mắt của nàng phản xạ có điều kiện nhẹ nhàng chớp một cái lần này tựa như có mà chú trong nháy mắt khiến cho nàng thoát ra khỏi ánh mắt thâm thúy của hắn người không phải là sợ máu sao phong liên dực vẫn cầm lấy tay của nàng giọng nói thoáng khàn khàn hoàng bắc nguyệt đã nhếch môi Ta lại càng sợ ngươi chưa tỉnh lại Không có ai đưa ta về Khi nàng nói chuyện Hơi thở thổi qua luộm mỏng phiêu phiêu Khiến cho hai gò má Hiện ra Hơi thở thản nhiên vung qua chóp mũi Hắn đột nhiên lại cầm chặt cổ tay Kéo nàng nhích lại gần mình một chút Phụ nữ to gan Hắn lại cười nhẹ nhàng nhìn nàng Hoàng mắt Nguyệt cũng mỉm cười Hắn giơ tay lên Muốn kéo chiếc khăn che mặt này xuống Đột nhiên xa xa lại có ánh lửa chiếu tới tiếng la vội vã vọng lại. Bệ hạ, bệ hạ. Hoàng Bắc Nguyệt thân thể dựa vào phía sau, dãy cổ tay bị hắn nắm được rồi nói. Người của người tới. Phong Liên Dực lại không vui nhíu mi, ngón tay chậm rãi thả nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên sườn núi cách đó không xa. Một đám người của Tu La Thành đuổi về bên này, phía sau bọn họ hình như có vài người. Phu nhân, phu nhân của ta đâu? Tiếng hồ to hồn hện, nếu như mà phu nhân của ta xảy ra chuyện gì ở nước Bắc Diệu, bồn công tử sẽ không để yên cho các người đâu. Nhất định sẽ khiến cho nước Nam Dực hơi động binh đau. Chỉ là một phụ nữ mà thôi. Tào công tử, chú ý thể diện. Công chúa Hy Hòa lại uy nghiêm quát lên. Tào công tử lại luôn luôn hèn nhát trước mặt nữ tử, hiếm khi lại kiên cường vùng lên, lại phẫn nộ nói. Ta chẳng có bận tâm gì hết. Phu nhân của ta, nếu như mà xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không sống được nữa lời nói tức cười đại lọt vào tai của người khác đều là sự cười nhạo tào tú trì vì một nữ nhi tình trường mà ngu xuẩn quả thực là một cái loại phong lưu vì phụ nữ không quan tâm đến bất cứ một thứ gì khác tuy nhiên đám người hoàng bắc nguyệt nghe được lại hiểu theo nghĩa khác tào tú trì mặc dù lại không có tác dụng gì nhưng mà lúc mấu chốt có thể phát huy ra một chút tác dụng quả thực trước khi đi chiến giã đã dặn dò nếu như hoàng bắc nguyệt quận chúa xảy ra chuyện gì mà kệ mấy thế hệ tạo ra công huân, phủ hoài Bắc Hầu cho dù là hùng cứ nhất phương cũng sẽ bị tiêu diệt. Có uy hiếp như vậy, dọc được đi, Tào Tú Chi làm sao có thể không tận tâm hết sức mà hầu hạ cô nãi nãi này, giống như là một lão tổ tông được chứ? Hơn nữa, vẫn là có công chúa anh dạ, nếu như Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa lại có tổn thương rất nhỏ, e rằng chẳng thể nào trở lại nước Nam Dực, bị công chúa anh dạ lột ra luôn ở đây mất. Hắn Tào Tú Trì thích phụ nữ, đồng thời cũng lại rất tôn trọng, trân trọng phụ nữ. Cho dù hôm nay không phải là bác nguyệt quận chúa mà là bất cứ một tiểu mỹ nhân nào, hắn cũng sẽ tận lực tìm kiếm, tuyệt đối không có hàm hồ. Công chúa Hy Hòa lại không biết được điều đó, bà căn bản không biết Hoàng Bắc Nguyệt cùng với công chúa ảnh dạ đi theo. Nếu như biết, bà sẽ không lớn mật gặp Ngụy Võ Thần ở ngay nước Bắc Diệu. Dần dậy Tào Tú Trì xong, phía trước người của Tu La Thành liền đẩy nhanh tốc độ, đuổi về phía trước. Bọn họ ngừng đầu, lại chỉ thấy phía trước ánh lửa lấp lánh chiếu tới hình như là có người tào tú chi vui mừng khôn xiết vừa nhìn thấy ánh lửa chiếu kết luận đúng là hoàng bất nguyệt lập tức chạy như điền tới hoàn toàn không để ý tới hình tượng của chính mình phu nhân phu nhân tào tú chi lại không để ý ánh mắt của mọi người một mực chạy tới trước mặt hoàng Bắc nguyệt không có cốt khí quỳ xuống ôm chân nàng khóc lóc kể lể cử động này thực sự là chấn kinh mọi người rồi người chạy tới từ người của thành tu la cùng với nước bắc diệu còn có người của nước nam dực nước tây nhung nước đông ly nhìn thấy tình cảnh đó mỗi người đều giống như nhíu mày không thể nào nhìn nổi tào tú chi tào công tử trong lòng khổ sở người khác không thể nào hiểu được hắn biết bắc nguyệt quận chúa bị mất tích vội vã lo lắng vô cùng nếu như không tìm nổi hắn tuyệt đối tự sát ngay lập tức hoàng Bác nguyệt lại cũng chẳng muốn hắn bị người ta coi thường dù sau lúc này đại biểu cho nước nam dực lại dịu dàng khom lưng kéo hắn lên rồi cười nói ta không sao người không cần phải lo lắng không phải là để cho hồng trúc nói cho hắn biết là không cần phải lo lắng rồi sao để cho tào tú chi không cần phải vội vã chạy tới đây như vậy tào tú chi lại lau khói mắt đau lòng nhìn nàng tại sao lại chạy đến tới đây chứ không có việc gì chứ không có bị thương chứ chuyện rất dài gặp thích khách nhờ hoàng thượng ở đây cho nên mới cứu được ta một mạng Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ ra hiệu với hắn. Tào Tú Chi lập tức hiểu ý, ngẩng đầu nhìn Phong Liên Dực bị người của Thành Tu La dìu dìu đỡ dậy. Ân cứu mạng của Hoàng thượng, suốt đời khó quên. Khi nào ta trở về Tệ Quốc, nhất định là sẽ nói với Hoàng thượng. Hy vọng nước Nam Dực cùng với nước Bắc Diệu có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng nhau kết minh. Tào Tú Chi lại nho nhã lễ độ nói xong, phía sau sứ thần các nước khác lại cũng lắp bắp kinh hãi. Không ngờ được nước Nam Dực đã mau chóng muốn cùng với nước Bắc Diệu kết minh. Hơn nữa còn lại là cái tình huống như thế này sao Hoàng đế nước Bắc Diệu cứu phu nhân của Tào Tú Trì Cử động này đã chứng minh trong lòng Phong Liên Dực Thực sự có thiện ý đối với nước Nam Dực Dù sao 10 năm làm con tin Nghe nói hắn ở nước Nam Dực này cũng được người ta tồn kính Kết giao với không ít quyền quý quan lớn Sợ rằng thái độ của hắn sau này sẽ ảnh hưởng tới quốc gia nếu như hắn oán hận nước Nam Dực, vậy thì rất dễ mặc kệ phu nhân của Tào Tú Trì bị thích khách giết chết. Không cần phải phí đi sức lực cứu giúp một tên thiếu phụ làm gì nhưng đó là một loại tín nghiệm nguy hiểm nghe tào tú chi nói xong phong liên dực lại cũng chẳng nói thêm gì chỉ lại thản nhiên nói một câu mất công giơ tay nhấc chân thôi sứ thần mỗi nước lại càng bất an phong liên dực lại không hề cự tuyệt ngữ khí này e rằng có ý tứ kết mình cùng với nước nam dực trong khoảng thời gian ngắn trên sơn núi hoàng cung sứ thần các nước ở trong lòng cũng dậy sóng dồn dập suy đoán Thế cục ngày hôm nay đúng là Bắc Diệu, Đông Ly, Nam Dực và Tây Nhung, bốn nước lớn cùng nhau tồn tại, một số nước nhỏ sinh tồn ở giữa. Trong bốn nước, chỉ cần hai nước kết minh cũng lại là một sự đả kích với các nước còn lại. Mà hiện tại, hoàng đế nước Bắc Diệu lập con gái của đại tướng quân Ngụy Võ Thần nước Đông Ly làm hoàng hậu, hiện tại đang muốn cùng với nước Nam Dực kết minh. Ba nước lớn muốn liên hợp lại tiêu diệt nước Tây Nhung cùng với các nước nhỏ sau khi chia cắt đại lục Tạp Nhĩ Tháp hay sao? Sứ giả nước Tây Nhung cũng coi như khá bình tĩnh, thiên đại đông nhi lại nhìn hoàng bắc nguyệt trong lòng âm thầm đoán rằng nàng ta rốt cuộc là đang tính toán điều gì người giống như là hoàng bắc nguyệt không thể nào có lòng quan hệ cùng với nước đông ly nhưng mà tại sao nàng ta lại ra hiệu cho tào tú chi nói những lời đó mặc dù người khác không biết nhưng mà không thể nào lừa gạt được nàng tào tú chi mặc dù là một tiểu hầu gia của phủ hoài bắc hầu nhưng mà có công chúa anh dạ và bắc nguyệt quận chúa ở đây không có tới phiền hắn làm chủ hắn mỗi một tiếng nói và cử động nhất định là hoàng bắc nguyệt đã bày mưu đặt kế Ngày hôm nay có thể khẳng định được nước Bắc Diệu và nước Đông Ly kết mình đã là quan hệ thông gia. Kế tiếp, nước Nam Dực cũng lại muốn tiếp cận hay sao? Vì sao? Người của nước Đông Ly hoàn toàn nghĩ mãi không hiểu, vừa mới cưới Ngụy Yên Nhiên, tại sao lại có ý tứ cùng với nước Nam Dực được? Ngụy Võ Thần ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tào Tú Trì, tiểu tử này thoạt nhìn rất ngu ngốc, bộ dáng công tử phong lưu không đàng hoàng, nhưng mà không ngờ lúc mấu chốt vẫn cao tay như vậy. Tuy nhiên, con gái của hắn đã là hoàng hậu nước Bắc Diệu, nước đông ly đã ra đi trước một bước thành thông gia với nước bắc diệu nước nam dực không có lợi ích đáng kể gì chuyện kết minh cũng lại không nhất định mọi người đều ân cần hỏi han xong liền trước sau cùng với phong liên dực rời đi hòa mắc nguyệt lại cố gắng ở lại cuối cùng bị công chúa hi hòa dân dậy xong một trận mới chậm rãi trở về quận chúa như vậy có được không người yên nhiên đã thành hoàng hậu rồi mình ước giữa hai nước hẳn là không có gì phá được tào tú chỉ lại thấp giọng mà kệ là mình ước chắc chắn hay không thì sẽ có ngày bị phá vỡ vết nứt này không cần lớn ngay từ đầu chỉ cần có một chút nhỏ thôi chậm rãi phá hủy hoàn toàn hòa mắc nguyệt lại thấp giọng cười quan hệ thông gia có lúc kiên cố có lúc yếu ớt chỉ dựa vào phụ nữ mang tới hòa bình tạm thời năm đó hoàng đế khang hy gả con gái đến chuẩn cách nhĩ không bao nhiêu lâu sau đế quốc đại thăng chẳng phải đã phái gót san bằng cả chuẩn cách nhĩ đó hay sao Vậy cho nên, đám cưới chỉ là một thủ đoạn tạm thời mà thôi. Bọn họ hiện tại chỉ là chọc một khe liên minh ước kiên cố như vậy, chẳng có gì có thể ngăn cách đó. Ngụy Võ Thần có thể hoàn toàn yên tâm với nước Bắc Dịu hay sao? Lão hồ ly này già hoạt và gian trá, nàng sẽ chơi đuổi tâm lý chiến theo hắn. Tào Tú chỉ gật đầu lại bội phục nói, "Đúng là quận chúa cao minh." ta không có cao minh cao minh lại chính là tiểu hầu gia ngài đây thiếp thân đây chỉ là nữ tử mang bầu tay chói gà không chặt mà thôi hòa mất nguyệt lại nhẹ nhàng cười tào tú chỉ lập tức cảm giác lạnh hết cả người vội vàng nói vâng vâng quận chúa là nữ tử quận chúa hãy cứ tính dưỡng phía sau hết thầy tào tú chi ta ở phía trước chống đỡ hết hòa mất nguyệt lại cười khì khì Vị tào công tử này muốn đem tâm từ nữ tử chuyển rồi tới làm quan trên, nhất định là sẽ có thành tích. Nhưng mà đáng tiếc, công tử chỉ có thể lấy ra hương ôn nhu bao phủ trong son phấn. Hết chương, hết tập 81. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của phượng nghịch thiên hạ